แต่แล้วสวัสดีกีว่าอย่ามากับแบบนั้นเว้ยแม่ตีไปกระเด็นนั้นแสงอยู่มาที่หน้าฝ่ายคิ้วยังกินSau đây chị Hoa, chào mừng các bạn đã đến với Mẹ TV. Mình phải bỏ mắt kính ra và bây giờ mình không thấy gì ở trong cái camera hết. Mọi thứ đều là mờ nhạt. Hôm nay mình sẽ làm một video clip cắt máy. Không như ngày xưa nữa đâu nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cắt máy thưa. Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cắt máy thưa. Mình đã coi trên mạng rất là nhiều rồi. Dạo này nhiều người nói mình là máy mình quá dài rồi và mình không để máy luôn. Và mình chỉ có để tóc theo kiểu hơi crush như thế này thôi. Các bạn đã nói là chị để máy, em thấy chị để máy hợp hơn, chứ chị để máy nhìn á chị trẻ hơn nhiều. Nên là mình quyết định sẽ cắt máy ngày hôm nay và mình sẽ quay video clip lại. Nhưng mà bình thường thì mình sẽ đeo len hoặc các thứ là để mắt kính cắt máy, tại vì để mình thấy đường. Còn bây giờ mình không thấy đường, không biết cắt máy coi sao không ta. Thì mình có coi trên mạng á, nó chỉ cách tự cắt máy là các bạn phải chọn đúng cái ngôi, các bạn là ngồi ở giữa, sau đó các bạn chia ra một cái tam giác giúp mình thật ít thôi. Đây nè, cái phần tam giác các bạn thấy không, bên này rõ tam giác chưa, rõ tam giác chưa đó, rõ phần tam giác là bạn vén hai phần tóc này lên, sau đó xuống không để mắt kiến, phải dòm thật sát camera thì là mệt. Bình thường thì máy tóc máy của mình nó hay bị giật lên nên là mình sẽ canh ở dưới phần mắt ngang qua như này, nó giật lên dưới chân mày là đẹp, rất là lẹ luôn ha mọi người, lẹ lẹ. Ok, thì nhìn nó hơi bị kỳ phải không ta, đâu kỳ lắm đâu. Đẹp rồi, thì đó mình cắt máy xong rồi. Ủa sao mà sao clip này lẻo quá ta. Mình cắt ở chỗ nào vậy, chết rồi, có chơi tóc luôn nè. Mình tới cái lược, mình để cái kéo với cái lược ở trên đùi. Really nigga, mình cắt vậy một đống luôn nè, dài lắm luôn á. Trời ơi, ba nó nuôi tóc ba hôm nay chết rồi, sao bây giờ ta, nó có xấu không vậy, mình không có thấy được. Trời ơi, nó mất một khúc luôn rồi nè, chết rồi, nuôi tóc hết rồi. Sao giờ ta, mình tưởng cái lược cái mình lấy đó, kiểu mình tưởng cái lược thì mình cầm nó để mình giày, nhưng mà tự nhiên mình cầm cái kéo. Không được rồi, ngày mốt là đi Đà Lạt rồi, phải đi kiếm chỗ cắt tóc mới được. Thôi phải đi kiếm cái chỗ cắt tóc đi cắt ngay mới được, chơi lớn luôn. Bây giờ cắt ngắn lên luôn, nuôi lại thôi, chứ bây giờ mình không có biết được là nó lởm chởm ở chỗ nào hết, mất nguyên một cái khúc bự như vậy nè, dài lắm luôn á. Đi cắt tóc thôi, thay đổi hình ảnh, cắt tóc thôi. Ok, thì mình đã đi cắt tóc. Và mình quyết định lần này sẽ là cắt ngắn thì ngắn rồi, chứ không phải là ngắn ngang qua như lần trước nữa. Mình cắt ở salon Phụng Tiên trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. Thì chỗ này là do bạn chủ shop Cool Kids chỉ cho mình. Lần cắt tóc này là mình kiểu đánh liều ấy. Thì từ xưa tới giờ tóc ngắn nhất là mình để là tóc tém, chứ không phải là loại tóc ngang như thế này. Đây là loại tóc mẫu của mình nè. Không biết có hợp không, nhưng mà lúc mà đang cắt tóc thật sự mình rất là buồn, mặt không vui lên nổi luôn. Thì tóc mình cứ càng ngày càng ngắn đi. Mái tóc mình đang có là mình nuôi gần hơn nửa năm mới dài được tới nhiêu đó. Ê, mong là cuối cùng thì nó sẽ đẹp ra một chút, để không uổng phí nửa năm. Ở đây mình cắt tóc thì một mái tóc của mình là 250, cắt khoảng hơn một tiếng. Xinh, nhưng mà được cái thì anh này anh cắt khá là kỹ cho mình luôn.
Trời ơi, tóc tôi nghèo quá trời luôn. Tất cả đám này đều là tóc của tôi đó. One hour later. Hello. What the hell? Còn một mình nó tóc ngắn, à một mình nó tóc dài thôi đó. Không, em phải nói là còn một mình chị tóc dài, chị không có tính chị. Ý là hả? Ý là trong cái đám. Trong cái đám đó hả? Bây giờ chơi chả vừa đó giờ. Đấy, mọi người ở đây luôn nè. Mọi người đó là trời. Nhìn nhỏ ngang, trẻ ngang Nam Bi chưa? Trẻ hơn Nam Bi luôn đúng không? Trẻ hơn chứ Bi luôn đúng không? Chị bước này idol tên gì? Hả? Idol. Lem. Tên Lem. Lem là gì? Đó thường là chữ mèo. Idol Lem.